Thực sự ra thì cái món mà về yêu thích nhất và ăn nhiều nhất vẫn là về nghĩ là có hai món thôi. Hai món là trứng chiên và mì gói. Trứng chiên và mì gói. Nói cho vui thôi chứ thực sự ra cái món này là tại sao về ấn tượng với nó, tại vì những cái ngày mà hồi xưa mình còn khó khăn, còn mới học tập, mới vào nghề thì thường xuyên khi mà sáng tác buổi tối không có đi ăn tối, cứ ngồi ở công ty và ăn mì gói miết. Cũng chính vì thế là có thể là vì bạn nghĩ phải có một cái tư tưởng rằng là ăn mì gói có thể sáng tác nhạc hay đó. Nếu mà mọi người gọi Vệ là một người ăn bất chấp thì cũng có thể cũng đúng, bởi vì Vệ là một người rất là dễ ăn. Tất cả những cái món gì mà có thể ở chất lượng ok trung bình trở lên là Vệ đã chấp nhận nó được rồi. Trừ khi những cái món mà quá cay Vệ sẽ không ăn được thôi. Đây, chúng ta cùng nhau xem. Ở trong cái tủ của Vệ thì ngày thường thì Vệ cũng là một người mà không phải là ăn chay hay ăn kiêng gì nhiều, thì mình cũng vẫn ăn thịt, các loại thịt đó rất là nhiều, và hải sản, thịt cá, thịt gà, thịt bò. Bò là một cái món mà Vệ khá là thích, bởi vì hầu như là ăn 5 ngày trên tuần. Mình chỉ kiêng số lượng thôi, ăn không quá nhiều một lúc và ăn nhiều lần trong một ngày thôi. Còn ở dưới đây thì chúng ta có ở trong cái tủ của người bạn ngày hôm nay thì nó có rất là nhiều. Bình thường thì về ở nhà cũng mua rất là nhiều rau củ cải, bởi vì về cũng là một người mà rất là dễ lên cân, thường xuyên phải đi tập gym để giảm cân. Mỗi buổi sáng dậy thì đấy, cam là một cái món mà hay dắt buổi sáng để uống, không thể thiếu được. Đây, còn đây là rau mà Vệ dùng để nấu canh cho bé muối. Còn bắp cải hay là khoai lang hay là mình hay dùng để hấp, này là ổi, ăn sau khi tráng miệng, sau khi ăn. Ở đây cũng là, dưới này cũng là những cái món rau xanh có thể xào hoặc là rớt hấp, rất là quen thuộc đúng không ạ? Cũng ăn rất là nhiều loại rau, thích ăn nhiều loại một lúc, mỗi thứ một chút, một chút, một chút. Còn đây là một cái món mà tạo nên thần thái mà không thể thiếu được, trứng, có thể ăn bất chấp và ăn từ ngày này qua ngày kia, chiên các loại, hấp, luộc.